Hey, xin chào, chào mừng đến với video đầu tiên của vlogging series Vietnam Vibes trên channel của mình. Như mọi người đã thấy, kế hoạch của mình sẽ là như sau. Đầu tiên, mình sẽ bắt một chuyến bay đến Dubai và từ đấy chuyển chuyến để bay về thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng một tuần và sau đấy mình sẽ bay lên Hà Nội. Mình sẽ ở Hà Nội khoảng một tuần và sau đấy thì sẽ đi đến Đà Nẵng và đi chơi Hội An trong khoảng 3 đến 4 ngày. Tổng thể cả chuyến đi sẽ mất tầm khoảng 3 tuần. Mình sẽ cố gắng ghi lại hình ảnh của cả cái 3 tuần này và mong là sẽ có nhiều điều hấp dẫn và sẽ có nhiều hoạt động thú vị cho mọi người xem. Xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn đồng hành của mình trong chuyến bay này. Ê, con lợn. Cố lên các bạn ơi. Cố lên. Cố lên. Lên lại đi. Bắn tim đấy. Nhà ngươi muốn giới thiệu bản thân không? Thôi nếu không tự giới thiệu thì tôi sẽ giới thiệu. Bạn này sang UK cách đây 3 năm. Giờ sẽ về nước làm cô giáo thể dục. Bắt đầu bay lúc 9 giờ tối, bây giờ là khoảng 11 giờ rồi. Cả chuyến bay từ London đến Dubai mất tầm 7 tiếng, cho nên còn khoảng 4 tiếng nữa. Bây giờ sẽ cho đi ngủ. Đến Dubai chơi đấy khoảng 2 tiếng rưỡi ở sân bay. Nghe nói sân bay ở một trong sân bay đẹp nhất thế giới. Sau đấy sẽ bay đến thành phố Hồ Chí Minh rồi. Tổng thể cả chuyến đi là 14 tiếng lận rồi, nên cũng khá là mệt mà. Về thành phố Hồ Chí Minh chắc dữ dội. By the way, có phải mỗi mình tôi không? Hay là các bạn cũng bị giật mình mỗi khi giật nước trong toilet ở trên máy bay? Hey, chào mừng đến với sân bay Dubai. Và nói thật là ấn tượng đầu tiên là quá thất vọng. Tại vì trước đây mình đi du học ở Sinh rồi ấy, nên mình không lạ lẫm gì với sân bay Changi Airport. Nên bây giờ đến sân bay Dubai mình cảm thấy quá là bình thường. Khá là trống, mình tranh thủ cắm trại ở đây để mình có nhiều chỗ và tận dụng thời gian để ngồi edit video. Từ Dubai đi đến thành phố Hồ Chí Minh mất tầm khoảng 7 tiếng thì mình thấy khá là phí nếu như mà không tận dụng thời gian để làm cái gì đấy. Và giáo viên thể dục thì đang ngồi ở đầu kia đang ngủ rồi, cho nên cứ kệ rồi. Tình yêu trong tim có em gần bên anh. Tân Sơn Nhất Airport. Nó phải đọc theo kiểu tiếng Việt. Tân Sơn Nhất Airport. Anh trai với cả Zindo đến đón. Yeah yeah yeah. Theo khát khao màu nắng mới. Rồi mùa thu qua cho bao ước mơ. Mỗi
mới sớm trưa cũng như lá rơi, gửi lời yêu lắm ôi quê hương Việt Nam. Cho nhau yêu thương thật cho nhau, từng ngày rộn ràng chưa qua mau, nhẹ trôi em đêm. Cho nhau yêu thương ngày chào em. Đi thôi, bê đi đâu? Đi chơi. Không phải, bê đi về đâu? Nhà. Ngủ ở phòng nào gì đó? Phòng Dinh Đô. Phòng Dinh Đô à? Ngày to không? Có. Con tim em biết yên bình và mong thế thôi. That's why.